thưa quý vị và các bạn việc quy hoạch và đẩy nhanh xây dựng tuyến đường nối hai cao tốc đi qua các địa phương đã tạo ra nhiều không gian phát triển mới cho tỉnh hương yên tại đây nhiều khu công nghiệp đã được chính phủ đưa vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên cả nước đang được các chủ đầu tư xây dựng hạ tầng hứa hẹn sẽ tạo ra nhiều động lực tăng trưởng kinh tế phát triển bền vững hơn trong giai đoạn tới khu công nghiệp số 5 là một trong năm khu công nghiệp được chính phủ quy hoạch phát triển, lấy trục giao thông đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình là điểm tựa để phát triển, bao gồm khu công nghiệp sạch và các khu công nghiệp số 1, số 3, số 5, khu công nghiệp Thủ Hoàng, trong đó khu công nghiệp số 5 có diện tích 192 ha thuộc địa bàn các xã Quảng Lãng, Xuân Trúc huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân huyện Kim Động. À, doanh nghiệp chúng tôi thì khi mà về đây đầu tư thì rất là cảm ơn các cấp chính quyền địa phương cùng với bà con nhân dân xung quanh khu vực dự án đã rất là hỗ trợ và đồng thuận với chúng tôi trong công tác giải phóng mặt bằng và thì đến thời điểm hiện tại thì là doanh nghiệp chúng tôi đã giải phóng đã có mặt bằng sạch và chúng tôi xin cam kết là sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công Khu công nghiệp số 5 có tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng gần 2.400 tỷ đồng, cũng như khu công nghiệp sạch nằm tiếp giáp trước đó đã được khởi công dù đang triển khai xây dựng hạ tầng, nhưng đã có nhiều doanh nghiệp đến từ Tập đoàn Kinh tế trong nước và nước ngoài đến tìm hiểu đàm phán và đầu tư. Dự kiến tháng 7 tới sẽ có mặt bằng cho doanh nghiệp và đầu tư. Các ngành nghề chủ yếu mà khu thu hút, đó là những ngành nghề mà thân thiện với môi trường, tạo ra nhiều cái quan việc làm cho bà con tại địa phương cũng như trong tỉnh nhà và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Các ngành nghề chủ yếu như là lắp ráp, sản xuất, các thiết bị điện tử phục vụ cho công nghệ cao đến từ các nước phát triển như Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, theo các nhà đầu tư đánh giá so với các tỉnh thành phố phía bắc hiện hương yên còn nhiều diện tích đất tập trung đây là lợi thế lớn của hương yên để thực hiện chiến lược quy hoạch phát triển chung trên phạm vi toàn tỉnh cũng như liên tỉnh liên vùng trong đó lấy thu hút dự án và đầu tư làm động lực tăng trưởng kinh tế xã hội và phát triển bền vững